đi rất là xa trên chiếc xe biểu diễn của mình, chiếc Kawasaki 600 nặng trên 200 kg. Các bạn có thấy hấp dẫn không nào? Tôi biết rất nhiều người muốn học bắt đầu nhưng chưa hề có một cái video clip nào hướng dẫn bài bản 100% để các bạn có thể tập bắt đầu an toàn, không gây nguy hiểm tới bạn, không gây nguy hiểm tới mọi người. Vì thế hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn cách bắt đầu dễ dàng nhất, an toàn nhất. Muốn làm được như tôi phải coi hết 100% video clip thì các bạn sẽ được thấu hiểu toàn bộ và sẽ dễ dàng thực hành thành công mà thôi. Nhưng dành cho những người mới chơi, tôi sẽ chỉ cho một các bạn một cái cách bắt đầu mà nó dễ dàng giữ thăng bằng, nó hiệu quả và nó an toàn kể cả khi bạn té ngã hay là bạn hố. Đầu tiên mình sẽ nói sơ về các cái tư thế bắt đầu. Thì tư thế bắt đầu thông thường sẽ là ngồi bình thường và từ đây bắt đầu lên chạy một bánh. Tư thế thứ hai sẽ là chân trái bước ra đằng sau, chân phải vẫn giữ nguyên ở đằng trước và hai bà bóp đầu. Tư thế thứ ba đó chính là hai chân đều cùng để đằng sau và bóp đầu. Thì trong ba tư thế này, cái tư thế một chân trước một chân sau là tư thế để giúp cho các bạn tập làm quen bóp đầu một cách dễ dàng nhất. Những cái tư thế kia nó sẽ không phù hợp. Lý do vì sao à? Khi bạn ngồi như thế này, bạn bóp đầu lên, bạn sẽ bị mất tầm nhìn tại vì cái xe nó đã che khuất hết tầm nhìn của bạn. Còn khi bạn đưa cả hai chân ra đằng sau, thì lỡ như bạn bóp đầu quá cao và bạn hố, thì bạn không có cách nào để cho xe nó xuống lại được. Và cách thứ ba, như cách tôi nói, chân trước chân sau, thì lúc đó đây là cái tư thế khiến tôi giữ thăng bằng tốt. Khi tôi bóp đầu lên, chân này sẽ là chân trụ, chân phải của tôi sẽ giữ thắng. Khi tôi cảm thấy hố, tôi sẽ đạp thắng. Và lúc đó đây sẽ là trụ, điểm tựa của toàn bộ thân thể sẽ là ở đây. Khi mà chúng ta bóp đầu lên, chúng ta hãy thẳng chân này ra. Để làm chi? Để chúng ta có thể đứng thoải mái và đè cái trọng tâm của cái xe ra phía đằng sau. Bóp côn, căng ga, thả. Làm lại, bóp côn, căng ga, thả. Và khi thả là chúng ta thả thẳng. Tránh trường hợp bóp côn, căng ga và chúng ta thả như vậy là sai. Bóp côn, căng ga quá cao, dậm thắng, xe nó sẽ xuống và thả ra. Quá cao, dậm thắng, bỏ. Dậm thắng, bỏ. Làm cho các phản xạ trở thành khi mà cao quá là dậm, vừa thấp xuống là thả. Cao quá là dậm, vừa thấp xuống là thả. Trên một chiếc xe phân khối càng lớn nó sẽ khó gấp nhiều lần so với tập luyện trên một chiếc xe phân khối nhỏ hơn và nhẹ hơn. Vì sao ơi? Đây là một chiếc Honda MSX125. Tôi sử dụng nó để tập luyện cho các học viên vì lý do rất là đơn giản. Xe nó nhỏ, gọn và nhẹ. Việc tập luyện trên chiếc xe này nó sẽ rất là đơn giản, rất là nhiều lần. Điều đó có nghĩa là gì? Khi bạn tập luyện trên chiếc xe này thuần thục và giỏi đến đâu thì nó không đồng nghĩa với việc là bạn có thể lên ngay chiếc mô tô và bạn
chạy y như chiếc xe nhỏ này. Nó chỉ có một cái khái niệm rằng bạn đã có cảm giác, bạn đã có kinh nghiệm trên xe nhỏ này, thì bạn sẽ dễ tập luyện hơn trên chiếc xe mô tô phân khối lớn hơn. Chứ không có đồng nghĩa là bạn chạy được xe này, bạn sẽ biểu diễn được xe kia. Nó rất là khác nhau hoàn toàn. Chiếc xe này nó chỉ khoảng 80kg và chiều cao khi bắt đầu của nó chỉ khoảng hơn 1m. Nhưng với một chiếc xe mô tô phân khối lớn, kích thước bánh lớn, xe nặng trên 200kg với toàn bộ khung sườn, thì việc bốc đầu ở độ cao trên 2m khi mà đứng á, đứng trên xe bốc đầu á, nó sẽ rất là cảm giác rất là ghê sợ hơn nhiều so với chuyện bạn ở trên chiếc xe này. Vì thế tôi khuyên các bạn, nếu muốn tập luyện an toàn và hiệu quả nhất, hãy nên sử dụng một chiếc xe nhỏ vừa tầm, để sau này khi bạn có kinh nghiệm, bạn có thể lên xe lớn hơn, dễ cảm nhận nó hơn. Thì chúng ta đã có kinh nghiệm rồi. Để chơi môn biểu diễn này, bạn phải có một cái tinh thần mạnh mẽ, thật là mạnh mẽ. Sếp, sao ông sức thuốc đỏ đồ vô chạy? Đồ hung má đã chết mẹ sức cái gì, để hồi nó mới sức mày ơi. Trời ơi, trời ơi, đúng dữ là, đúng dữ là đây sức luôn nha nè. Má nó đau quá, trời đau luôn à. Trời ơi, thôi, đồ quỷ này mà gì đó. Đau lắm, thôi. Đồ hung má, đồ hung má. Đồ hung má. 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 Ngu quá luôn rồi, ngu quá luôn rồi. Má yếu cái là gió này. Yếu quá, yếu quá. Trời ơi, đau quỷ này có đâu mà. Má nhức quá. Trời ơi, bà té nãy đụ má chúng con cặt gì ngay chứng giá đâu. Trời ơi, má. Có chút tí mày chơi khoe hoài không biết sao đâu á. Thôi, đừng có sức nữa, đau lắm. Thêm mấy nữa đi. Thôi, đụ má mày đó. Yếu đuối trời. Đụ má. Yếu đuối quá, yếu đuối rồi đây này. À. Mạnh mẽ lên. Đụ má đau. Mạnh mẽ lên. Đụ. Đụ. Mạnh mẽ lên chứ nè. Quay cái gì quay mày. Mọi kinh nghiệm phải trả giá bằng xương máu. Tiếng Anh ta có cái câu là no pain no gain, nghĩa là không có đau đớn thì không có thể nào mà tiến bộ được. Nói chung là cái chuyện ngay cả những người kinh nghiệm bây giờ nữa, khi mà những tập luyện những cái chiêu khó, nó đều có những cái tình huống mà sơ xuất xảy ra để mà mình tránh cái ảnh hưởng tới mình và người khác. Thì điều đầu tiên là mình phải có một cái sân tập mà nó không có người đi lại, để mình không ảnh hưởng tới người khác, không ảnh hưởng tới cộng đồng. Cái kế tiếp thì mình phải có trang bị giáp. Như tôi hồi nãy, tôi có mang đầy đủ quần giáp, áo giáp và thậm chí bảo vệ tay, găng tay. Nhưng mà một khi mà té xuống rồi á, có nhiều thứ không thể lường trước được. Giống như vết thương đây, tay tôi bị lật và nó cạ ngay cái chỗ không có giáp. Nhưng mà rất là may mắn có những chỗ khác như là chân tôi, hai bên hông, hai bên eo tôi rất là đau, nhưng mà nó chỉ bị chấn thương phần mềm chứ nó không có bị vết thương thở. Điều này giúp cho tôi an toàn hơn, giúp cho tôi có thể tập luyện tiếp tục lập tức. Nếu như mà bạn không trang bị bảo hộ đầy đủ thì bạn đừng nên tập luyện. Tôi rất là mong các bạn tập luyện phải chuyên nghiệp, phải mang đầy đủ giáp bảo hộ.
để không có thể nào mà gây ra những đáng tiếc. Có rất là nhiều người đã xảy ra những tình huống đáng tiếc và không bao giờ có cơ hội để làm lại. Họ tập bắt đầu và té ở tốc độ hơn 100 cây số giờ và họ không còn thể nào an toàn tính mạng nữa. Vì thế các bạn hãy lưu ý để tập luyện, để tập đúng các phương pháp của tôi chỉ. Tập chậm, chắc, đừng quá nôn nóng. Rồi cũng có lúc bạn sẽ đạt được như tôi mà thôi. Chào các bạn. Đó chính là anh em của tôi, là đam mê của tôi đó. Tập luyện nói khó cũng không khó, mà nói dễ cũng không dễ. Nhưng nó sẽ dễ dàng hơn nếu có người hướng dẫn bạn chi tiết. Như tôi đây, có rất là nhiều anh em đăng ký tập luyện. Tôi chuẩn bị sẵn xe và hướng dẫn kinh nghiệm cho họ. Thì họ sẽ tập luyện nhanh hơn, ít nguy hiểm hơn. Còn các bạn nếu mà tự tập tại nhà thì nên chú ý những gì tôi nói và coi thiệt là kỹ trước khi bắt đầu tập luyện, vì sự an toàn là trên hết. Chúng tôi thường hay tập luyện vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần, nên nếu có anh em nào muốn tập thì có thể đăng ký vào lớp tập biểu diễn của chúng tôi.